Chào mọi người, mình tên là Lưu Minh Tuấn, bạn nữ duy nhất của lớp. Xích qua cho bạn mới ngồi ghế. Cái gì? Qua lấy, anh lớn hơn em 1 tuổi nên kêu anh là hợp lý. Đi xe hơi về nè. Cô cưng ơi, anh chở em đi ăn kem nè. Im coi, đừng để em bực bội. Quen, quen, đi đâu đi chị Quyên? Quyên, chị hẹn em đi ăn kem mà. Rồi em với chị Quyên. Quyên. Ê, cứu chị với, chị bị bắt cóc. Ốc gì? Em chở chị đi ăn ốc. Làm xem đi, đúng không chị Quỳnh ơi?